Ukraine vẫn đang phải chống chọi với các cuộc tấn công mới và liên tục trên lãnh thổ, đặc biệt tại khu vực xung quanh thành phố Kharkov phía đông bắc. Đáng chú ý, huấn luyện viên đào tạo sử dụng rắn hổ lục F-16 đầu tiên đã tới Ukraine. Liệu tiêm kích Mỹ có thể giúp Kiev thay đổi cuộc chơi? Trong khi đó, khẳng định mối đe dọa từ Nga sẽ tiếp diễn. Là người đi đầu trong chính sách hiện diện của NATO tại vùng Baltic trong gần một thập kỷ qua, Thủ tướng Đức tuyên bố sẽ bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ liên minh. Tư lệnh Đức cảnh báo Nga tái thiết lực lượng, dự báo thời điểm nguy hiểm nhất. Về phía Mỹ, lo sợ các nhà lãnh đạo Nga trong tương lai sẽ nối gót ông Putin, thách thức vị thế của Mỹ trong trật tự toàn cầu. Lầu Năm Góc tức tốc tìm mua sách về chiến lược quân sự của Nga. Điểm nóng Trung Đông nguy cơ tăng nhiệt khó kiểm soát. Israel không kích ồ ạt thành phố cổ Syria. Liệu Tel Aviv lại muốn khiêu chiến? Cùng lúc đó, loạt UAV từ Liban lao thẳng về phía bắc Israel. Hezbollah muốn chọc thùng vòng sắt Israel. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động, đối thoại Shangri-La năm nay chứng kiến nhiều phiên thảo luận nóng. Trung Quốc tố Mỹ buộc các nước chọn phe bằng chính sách Thái Bình Dương. Mỹ, Nhật, Hàn sẽ tập trận Freedom East lần đầu tiên vào mùa hè này. Đáng chú ý, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng ngồi tù, nhưng kèm lời cảnh báo. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị, những thông tin xung đột toàn cầu và những biến động kinh tế chính trị trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Hãng tin Sham FM của Syria trích dẫn thông báo từ cơ quan giám sát nhân quyền nước này và sáng sớm hôm nay ngày 3 tháng 6 cho biết 12 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích được cho là do Israel thực hiện nhắm vào khu vực phía bắc thành phố Aleppo. Cơ quan giám sát nhân quyền có trụ sở tại Anh từng bị chỉ trích vì thổi phồng những tổn thất của chính phủ Syria trong quá khứ. Theo cơ quan này, tất cả 12 người thiệt mạng trong cuộc tấn công đêm qua đều là thành viên của các nhóm thân Iran. Truyền thông nhà nước Syria cũng trích dẫn các báo cáo cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của không quân Israel đã gây ra vụ nổ và làm bùng phát hỏa hoạn tại nhà máy luyện đồng gần thành phố Aleppo ở tây bắc Syria. Hiện không ghi nhận thương vong sau vụ việc, ngoài một trường hợp nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ. Một số báo cáo cho rằng nhà máy này và khu vực xung quanh đang được Hezbollah và các nhóm được Iran hậu thuẫn sử dụng. Những nhóm này hoạt động ở vùng nông thôn phía tây bắc Syria. Còi báo động không kích đã vang vọng tại khu vực phía bắc Israel và cao nguyên Golan vào sáng 2 tháng 6, khi các máy bay không người lái của nhóm Hezbollah xuyên biên giới tập kích khu vực này mà không bị phát hiện. Theo truyền thông Israel, ít nhất 3 máy bay không người lái tiến tới, tấn công mục tiêu là hệ thống vòm sắt của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Một chiếc trong số đó đã bị bắn hạ ở Metula, một khu định cư nhỏ gần biên giới với Liban. Hai chiếc còn lại đã tiến vào Kasrin, thủ đô không chính thức của phần cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, mặc dù lực lượng phòng không đã cố gắng ngăn chặn chúng. Các máy bay không người lái được cho là chứa chất nổ đã rơi xuống các khu vực chống trải bên ngoài khu dân cư. Quân đội Israel đã triển khai lực lượng đến khu vực này để tìm kiếm các mảnh vỡ. Hiện chưa có báo cáo về thương vong. Trước đó, lực lượng không quân Israel đã công bố tấn công các khu nhà nghi ngờ là nơi hoạt động của nhóm phiến quân Hezbollah ở Bika, Bin Vai, Khana và Kratit trong đêm 1 tháng 6 và rạng sáng 2 tháng 6. Đợt không kích được thực hiện nhằm đáp trả việc nhóm này bắn hạ máy bay không người lái hạng nặng Hermes 900 của Israel trị giá 600 triệu đô la Mỹ gần Deir Kifa, miền nam Liban. Ngày 2 tháng 6, một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận rằng Israel đã chấp nhận một thỏa thuận nhằm kiểm soát cuộc chiến ở Gaza được Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy, mặc dù ông mô tả nó là vẫn còn thiếu sót. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times của Anh, Offord Fox, cố vấn về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Netanyahu, cho biết đề xuất của ông Biden là một thỏa thuận mà chúng tôi đã đồng ý. Đó không phải là một thỏa thuận tốt, nhưng chúng tôi thực sự muốn tất cả con tin được trả tự do. Ông nói, có rất nhiều chi tiết cần được giải quyết, đồng thời cho biết thêm rằng, các điều kiện của Israel, bao gồm cả việc trả tự do cho các con tin và tiêu diệt tổ chức cực đoan Hamas, vẫn không thay đổi. Ông Ford cũng nhắc lại quan điểm của Thủ tướng Netanyahu rằng sẽ không có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn cho đến khi tất cả mục tiêu của chúng tôi được đáp ứng. Tổng thống Biden ngày 31 tháng 5 đã công bố những kế hoạch 3 giai đoạn
do chính phủ Tổng thống Netanyahu đệ trình nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza. Trong bài phát biểu của mình, ông Biden cho biết đề xuất mới nhất của ông tạo ra một ngày mai tốt đẹp hơn ở Gaza, nơi mà Hamas sẽ không nắm quyền kiểm soát. Ông không nói rõ làm thế nào đạt được điều này và thừa nhận rằng có một số chi tiết cần đàm phán để chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2. Ngày 1 tháng 6, các nhà hòa giải xung đột ở Gaza đã kêu gọi Israel và Hamas hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, theo đề xuất của Tổng thống Joe Biden vạch ra. Các nhà hòa giải cho rằng việc thực hiện kế hoạch này sẽ mang lại sự giúp đỡ ngay lập tức cho người dân ở Gaza, cũng như các con tin và gia đình họ. Liên quan tình hình chiến sự Đông Âu, tờ Defense Point của Hy Lạp ngày 2 tháng 6 xác nhận một sĩ quan thuộc đội bay của lực lượng không quân Hy Lạp đã có mặt tại Ukraine. Đây là chuyên gia nước ngoài đầu tiên về sử dụng máy bay tiêm kích F-16 tới Kiev. Động thái trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến Liên minh đào tạo F-16 của 11 nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật của Ukraine sử dụng loại máy bay tiêm kích này của Mỹ. Theo báo chí Ukraine, nước này sẽ sớm nhận được F-16 dù thời hạn cụ thể chưa được xác định. Song chiếc F-16 đầu tiên nhập cảnh Ukraine trong vài tháng tới được cho là từ Đan Mạch. Trước đó, lực lượng không quân Ukraine xác nhận các quân nhân nước này đi huấn luyện sử dụng F-16 ở nước ngoài đã quay về. Trong một diễn biến khác, cùng ngày, tờ Financial Times của Anh dẫn lời một nhà ngoại giao NATO cho biết, chính phủ Ukraine không hào hứng chấp nhận sáng kiến phân bổ 100 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Cách tiếp cận này được những nước ủng hộ Kiev coi là một cách để đảm bảo tất cả các nước trong liên minh đều đóng góp như nhau trong việc giúp Ukraine, có tính đến quy mô GDP và các chỉ số khác. Đề xuất, vốn do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra, được kỳ vọng sẽ giúp hợp lý hóa cơ cấu hỗ trợ từ nhóm điều phối có trụ sở tại căn cứ không quân Ramstein và giảm sự phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Mỹ trong quá trình này. Theo nguồn tin của Financial Times, các khoản tiền trong sáng kiến trên là không mới, mà chỉ là những khoản hỗ trợ đã được các nước thành viên NATO cam kết trước đây. Mục đích của cách tiếp cận này là nâng cao hiệu quả, phối hợp trong cung cấp hỗ trợ. Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 2 tháng 6 tuyên bố, động thái tăng cường lực lượng biên giới phía đông của NATO trong thời gian gần đây là nhằm kiềm chế Nga, đồng thời nhấn mạnh liên minh quân sự này sẵn sàng tự vệ nếu cần thiết. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đông Đức có sự tham gia của người đồng cấp Litva Ingrida Simonte, Thủ tướng Scholz khẳng định Berlin đóng vai trò dẫn đầu trong chính sách hiện diện của NATO tại vùng Baltic, giáp ranh giới Nga trong gần một thập kỷ qua. Và vì mối đe dọa từ Nga sẽ tiếp diễn, do đó, vào năm ngoái, chúng tôi và các đồng minh khác đã quyết định triển khai các đơn vị bổ sung tới các nước vùng Baltic, cũng như bố trí một lữ đoàn thường trực ở đó trong tương lai. Việc thay đổi chính sách an ninh này là điều cần thiết để Nga có thể nhận thấy rằng chúng ta sẵn sàng bảo vệ từng mét vuông lãnh thổ NATO trước các cuộc tấn công, Thủ tướng Đức nêu rõ. Ông cũng khẳng định rằng biện pháp ngoại giao chỉ thành công khi duy trì được thế mạnh. Trước đó, trong tuần này, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo các nước NATO không nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bác bỏ lời cảnh báo này, cho rằng liên minh đã nhiều lần nghe những cảnh báo tương tự trước đó và việc phòng thủ không phải là hành vi leo thang xung đột. Tư lệnh quân đội Đức, tướng Kaster Breuer, hôm 2 tháng 6 cho rằng Ukraine tuy đã nhận được lượng lớn đạn pháo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng vẫn cần trang bị thêm nhiều vũ khí, đặc biệt là tên lửa đất đối không. Chia sẻ với Reuters bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, tướng Breuer nói rằng, chúng tôi nhận thấy Ukraine cần sở hữu các hệ thống phòng không và tất nhiên cả vũ khí và đạn dược để tiếp tục đối phó với Nga. Theo tư lệnh quân đội Đức, Moscow đang tiến hành tái cơ cấu lực lượng và ông dự đoán rằng thời điểm nguy hiểm nhất có thể xảy ra vào năm 2029. Do đó, chúng ta cần phải nhìn xa hơn về tương lai. Chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể và nhận thức được rằng khi nào chúng ta cần tự vệ và khi nào chúng ta phải trong tư thế sẵn sàng cả trong và ngoài lãnh thổ NATO, tướng Breuer nói. The Russia Today đưa tin Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đặt mua một loạt sách từ các nhà nghiên cứu phương Tây về chiến lược quân sự của Nga và Trung Quốc. Những tài liệu này sẽ được cung cấp cho nhân viên của lực lượng không quân Hoa Kỳ đóng quân tại căn cứ không quân Maxwell ở Alabama, nơi có trụ sở của Cơ quan Nghiên cứu Lịch sử Không quân và Đại học Hàng không. Trong giữa tháng 5, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra đơn đặt hàng trên hệ thống mua sắm điện tử của chính phủ. Đơn này bao gồm các cuốn sách như Chiến lược, nền tảng của nghệ thuật chiến lược Nga của Ofer Friedman, giảng viên tại King's College London, Đại chiến lược của Nga trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu của Andrew Monaghan,
và cuộc chiến của Putin ở Ukraine, chiến dịch phản cách mạng toàn cầu của Nga của Samuel Ramini. Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm 7 tác phẩm kinh điển quân sự của Trung Quốc cổ đại, cùng 2 cuốn sách khác về ứng dụng chiến đấu của trí tuệ nhân tạo và chiến tranh không gian. Theo nguồn tin, Lầu Năm Góc dự kiến sẽ mua 600 bản mỗi loại vào giữa tháng 6 này. Trước đó, hồi tháng 2, Tổng cục Học thuyết Vũ khí Kết hợp CADD của Quân đội Hoa Kỳ đã công bố bản tổng quan dài 280 trang về chiến lược và chiến thuật quân sự của Nga, đặc biệt là liên quan đến lực lượng mặt đất cũng như các kịch bản khác nhau về cuộc đối đầu tiềm tàng giữa Washington và Moscow. Các tài liệu này không được phân loại và dành cho các sĩ quan quân đội Hoa Kỳ cũng như những người phục vụ trong quân đội đồng minh. Tuy nhiên, các tác giả của bản tổng quan nhấn mạnh rằng họ đã phân tích những diễn biến trên chiến trường ở Ukraine. Tuy nhiên, lưu ý rằng những phát hiện của họ có thể cần phải được sửa đổi vì cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Theo tài liệu, rất có khả năng các nhà lãnh đạo Nga trong tương lai gần sẽ theo đuổi các chính sách tương tự như chính sách của chính phủ hiện tại, thách thức vị thế tương đối về ảnh hưởng của Mỹ trong trật tự toàn cầu, trong khi tránh đối đầu trực tiếp với Mỹ. Nghiên cứu này là một phần của loạt tài liệu trước đó đã đề cập đến quân đội của các quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên và Iran. Ngày 2 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với người đồng cấp Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, bên lề đối thoại Shangri-La. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết, hai bên đã thảo luận sâu rộng về các diễn biến toàn cầu và nhất trí về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, cả hai lãnh đạo còn tái khẳng định mối quan hệ nồng ấm và thân thiện giữa Singapore và Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với người đồng cấp Singapore vì lập trường rõ ràng của người nước này đối với hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ukraine còn có cuộc gặp với Thủ tướng Hoàng Tuấn Tài và các nhà đầu tư Singapore, đồng thời tiếp tục kêu gọi các bên ủng hộ và tham dự hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tới. Cũng trong ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc gặp thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác an ninh ba bên, trong đó tập trung vào việc mở rộng quy mô cuộc tập trận chung trong năm nay. Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Bộ trưởng Shin Won-sik cùng người đồng cấp Mỹ ông Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ông Minoru Kihara đã đạt được thỏa thuận ba bên lề hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La ở Singapore. Nhất trí sẽ khởi động cuộc tập trận ba bên mang tên Freedom Eagle vào mùa hè này. Freedom là từ đầu tiên cho cuộc tập trận chung song phương Freedom Shield là chắn tự do giữa Mỹ và Hàn Quốc, còn Eagle là từ cuối trong tên cuộc tập trận King Eagle giữa Mỹ và Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận dự kiến diễn ra trên nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau, bao gồm trên không, trên biển, dưới nước và tác chiến trong không gian mạng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về kế hoạch tập trận, chẳng hạn như thời gian và địa điểm cụ thể, hiện chưa được tiết lộ. Mặc dù ba nước trước đó từng tiến hành các cuộc tập trận chung trên biển và trên không, song Freedom Eagle sẽ đánh dấu cuộc tập trận chung đầu tiên giữa ba nước với quy mô mở rộng như vậy. Tại hội nghị thượng đỉnh ba bên ở trại David, Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhất trí sẽ tiến hành tập trận ba bên với một tên riêng biệt trên cơ sở thường niên và triển khai trên nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ giới hạn trên biển và trên không như các cuộc tập trận chung trước đây. Ngoài ra, tại cuộc gặp bên lề đối thoại Shangri-La năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước còn nhất trí sẽ tổ chức cuộc thảo luận ba bên về tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các cuộc thảo luận như vậy được kỳ vọng sẽ đưa ra một khuôn khổ chính sách vào cuối năm nay, trong đó nội dung chính là những nỗ lực hợp tác an ninh ba bên nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn cho biết, các bên đã đồng ý tối ưu hóa hệ thống và chia sẻ dữ liệu cảnh báo về tên lửa từ Triều Tiên theo thời gian thực, một hệ thống đã được kích hoạt vào tháng 12 năm ngoái, nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn và phản ứng đối với các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Cũng trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La lần thứ 21 được tổ chức tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Đồng Quân tuyên bố rằng quân đội nước này sẵn sàng hợp tác với lực lượng từ các quốc gia khác nhằm tăng cường hợp tác an ninh, đem lại những đóng góp mới mẻ và lớn lao cho sự ổn định lâu dài và thịnh vượng chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với an ninh toàn cầu, ông Đồng Quân nhấn mạnh việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại. Ông đề cập đến sáng kiến phát triển toàn cầu, sáng kiến an ninh toàn cầu và sáng kiến văn minh toàn cầu như là những phần quan trọng trong bài phát biểu của mình. Ông Đồng cũng khẳng định Trung Quốc coi trọng hòa bình và hòa hợp, đồng thời cam kết theo đuổi an ninh chung, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, cởi mở và toàn diện, đồng thời kiên quyết bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình. Theo ông,
Tình hình ở Biển Đông hiện tại khá ổn định và ông lưu ý rằng một số quốc gia nên tự nhìn nhận lại lợi ích thực sự của họ và quay lại con đường đối thoại, tham vấn một cách chính xác. Cũng trong sự kiện lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã gặp gỡ các quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan, Nhật Bản, Úc, Pháp, Campuchia và New Zealand. Ông cũng đã hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh. Sputnik đưa tin, một tướng cấp cao của Trung Quốc cho rằng Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Thái Bình Dương nhằm ràng buộc các nước láng giềng của Bắc Kinh với cỗ xe chiến tranh của Mỹ. Chia sẻ với phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh an ninh ở Singapore, Trung tướng Cảnh Kiến Phòng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên quân Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cáo buộc Mỹ đang tìm cách nhằm duy trì sự thống trị bằng cách xây dựng phiên bản NATO ở châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này nhằm buộc các nước phải chọn phe và thúc đẩy NATO mở rộng về phía đông. Hành động này đã tạo ra sự hỗn loạn và ràng buộc các nước trong khu vực với cỗ xe chiến tranh của Mỹ. Ông Cảnh Kiến Phong còn cho rằng Washington chính là thách thức lớn nhất đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo ông, chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Washington nhằm mục đích gây chia rẽ, kích động đối đầu và làm suy yếu sự ổn định khu vực. Ông cũng cáo buộc Mỹ đang tìm cách hình thành một liên minh tương tự NATO ở khu vực châu Á. Bài phát biểu của ông Cảnh Kiến Phòng được cho là phản ứng trực tiếp đối với tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin rằng cuộc chiến với Trung Quốc sẽ không diễn ra trong tương lai gần, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi. Gần đây, Mỹ đã tăng cường hợp tác với các đồng minh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình, đồng thời kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Mỹ đã cùng với Úc và Vương quốc Anh thành lập Liên minh AUKUS với mong muốn mở rộng hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Động thái này được cho nhằm tăng cường sức mạnh quân sự ba nước và tạo ra một phương tiện chiến lược quan trọng trong việc đối phó với các thách thức an ninh khu vực, đặc biệt là từ Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 6 tuyên bố sẵn sàng ngồi tù hoặc chịu án tù treo sau khi bị kết tội hình sự với 34 tội danh. Tuy vậy, ông Trump cũng đưa ra cảnh báo. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News, khi được hỏi về khả năng phải ngồi tù, ông Trump nói, tôi ổn với điều đó. Ông Trump thuật lại lời nói của một luật sư đại diện cho mình rằng tuyên án tù giam với một cựu tổng thống là điều không nên. Nhưng tôi không nghĩ là công chúng sẽ chấp nhận điều đó. Các vị cần biết rằng tới một lúc nào đó họ sẽ nổi giận. Ông Trump cảnh báo. Cựu tổng thống Mỹ cho rằng có động cơ chính trị đằng sau việc ông bị tòa án ở thành phố New York kết tội hình sự. Đây là một trò lừa đảo. Đây là một trường hợp vũ khí hóa hệ thống tư pháp của FBI và Washington. Đảng Cộng Hòa đã đoàn kết với nhau, đứng về phía tôi trong chuyện này, ông Trump nói. Bên cạnh đó, ông Trump cũng đưa ra cảnh báo trong bối cảnh có nguy cơ bạo lực bùng phát ở Mỹ trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Theo các chuyên gia, thẩm phán sẽ phải xem xét liệu có nên tuyên án tù đối với ông Trump hay không, do có thể gây ra phản ứng từ dư luận Mỹ. Trước đó vào hôm 30 tháng 5, ông Trump trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị kết tội hình sự với 34 tội danh. Mỗi tội danh quy định mức án tù tối đa 4 năm. Thẩm phán sẽ công bố bản án dành cho ông Trump vào ngày 11 tháng 7, 4 ngày trước khi Đảng Cộng Hòa chính thức công bố ông Trump là ứng viên đại diện đảng tranh cử tổng thống. Cuối tuần qua, người dân ở khu vực miền Trung California, Mỹ đã phải sơ tán diện rộng do đám cháy cỏ dữ dội, khiến hơn 12.000 mẫu anh bị thiêu rụi, nhưng ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Chia sẻ với truyền thông địa phương, cơ quan cứu hỏa Cal Fire cho biết, đám cháy đã bùng phát cách phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, không xa. Khoảng 400 lính cứu hỏa và lực lượng hỗ trợ trên không đã được huy động để chống chọi ngọn lửa lớn. Đám cháy kinh hoàng khiến ít nhất một căn nhà bị hư hại, hai lính cứu hỏa bị thương. Cả hai đều đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá và điều trị. Theo Reuters, tính đến tối ngày 2 tháng 6, đội cứu hỏa đã kiểm soát được 15% diện tích đám cháy. Giới chức địa phương kêu gọi người dân sơ tán khỏi khu vực ngay lập tức. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra. Một đoạn video từ camera giám sát mà hãng tin Reuters thu được cho thấy, một tòa nhà trên một con phố ở phía nam Isabel đã bất ngờ sụp đổ khi mọi người đang chờ lên xe buýt công cộng gần đó và họ đã thoát chết trong gang tấc. Truyền thông địa phương đưa tin, vụ sập nhà xảy ra ở quận Konakemer của thành phố Istanbul khiến một người thiệt mạng, trong khi 8 người khác được cứu khỏi đống đổ nát trong tình trạng bị thương. Hãng tin AP dẫn lời thống đốc Istanbul Davut Gül cho biết, công trình kiến trúc 36 tuổi này sụp đổ vào lúc 8 giờ 40 sáng ngày 2 tháng 6 theo giờ địa phương. Nguyên nhân khiến tòa nhà bị sụp đổ tới nay vẫn chưa rõ ràng, nhưng không có dấu hiệu đây là hậu quả của một vụ nổ hoặc hoạt động địa chấn.
Vụ sập tòa nhà ngày 2 tháng 6 đã làm dấy lên lo ngại về khả năng phục hồi của các tòa nhà ở một thành phố thường xuyên xảy ra động đất như Istanbul. Reuters cho biết một vườn táo rộng 165 hectare ở bán đảo Crimea thuộc khu vực Ukraine nhưng hiện do Nga kiểm soát đang đối mặt với thảm họa. Toàn bộ hoa táo gần như bị tàn phá do thời tiết bất thường. Nguyên nhân chính đến từ sự biến đổi thời tiết bất thường do mùa xuân ấm áp năm nay đến khá sớm, kết hợp với đợt sương buốt giá. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ ảnh hưởng đến ngũ cốc và các loại cây trồng như hạt cải dầu, hướng dương, củ cải đường và ngô, mà còn tàn phá các loại quả mọng và vườn cây ăn quả trên khắp khu vực Crimea. Theo ông Vladimir Slukhai, kỹ sư nông nghiệp trưởng của vườn táo Kusko, sương giá đã ảnh hưởng đến giai đoạn hình thành nhụy của quả táo, dẫn đến tổn thất nặng nề. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến sương giá xảy ra vào thời điểm này, ông Slukhai chia sẻ. Giám đốc vườn, ông Georgi Danishevsky cho biết vườn đã mất 95% sản lượng thu hoạch, tương đương khoảng 3.000 đến 4.000 tấn táo. Doanh thu cho vụ thu hoạch năm nay dự kiến sẽ giảm đáng kể so với mức thông thường, chỉ còn khoảng 1,45 đến 1,65 triệu đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.